Ông tính phụ. Dạ, năm nay ông 70 rồi. 84 tuổi chưa. Mà ông ở Quảng Ngãi. Rồi ra đây, ông ra Đà Nẵng, ông ở trò, ông đi bán vé số 136 đường Thái Thị Bôi. Dạ. Dạ, Như Lan xin chào cả nhà. À, bây giờ cũng khá khuya rồi. 9 giờ 45 phút. À, Như Lan đã về đến nhà. Thì tối nay Như Lan đi cùng với bàn Quán Ấn đi gửi những cái món quà gạo của bàn Thanh Hà. Và xong việc trên đường về nhà thì Ấn và Lan dừng lại để uống một ly sữa đậu nành. Thì uống xong thì có thấy một ông già, rất là già, vào mời vé số. Thì Như Lan không định mua vé số, nhưng mà mời ông một ly sữa, nhưng ông không uống. Ông uống sữa bị đau bụng, cho nên cũng có được một cái buổi nói chuyện với ông và thấy rất là thương tâm. Ông tên là Phú, năm nay 84 tuổi. Ông ở xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Và ra ở trò tại Đà Nẵng, ở tại số nhà 136 đường Thái Thị Bôi. Và hàng ngày như vậy thì ông đi bán vé số. Và khi Như Lan gặp ông thì cũng đã tối lắm rồi, có lẽ cái đó cũng 9 giờ, khoảng 9 giờ đã, hoặc là hơn một tí. Thì nói chuyện với ông sau, xong rồi thì Lan đã về nhà. Và bây giờ Như Lan xin mời cả nhà cùng thăm ông Phủ, 84 tuổi, từ Quảng Ngãi, và nghe câu chuyện kể của ông rất là cảm động, rất là thương tâm. Và Như Lan cũng xin cảm ơn quý vị là luôn ủng hộ cái kênh của Như Lan. Thì với cách giúp đỡ này, Như Lan sẽ có thêm một chút quỹ từ YouTube để lấy làm thiện nguyện. Thì khi mà bật kiếm tiền cho kênh YouTube thì Như Lan đã có một cái ý tưởng là sẽ dùng 50% thu nhập của YouTube để làm thiện nguyện. Như Lan đã nhận được 2 đợt rồi và chuẩn bị nhận được đợt thứ 3. Cứ mỗi lần mà kinh phí vượt 100 đô thì người ta sẽ trừ thuế mã và trả cái tiền lương cho Như Lan. Thì lần thứ nhất cũng được 76 đô phẩy 8 xu, đợt thứ hai thì 87 đô và một ít lẻ, và bây giờ chuẩn bị đợt ba, hiện tại đã được trên 50 đô. Thì đủ 100 đô thì Như Lan sẽ được nhận tiền. Thì tuy là Như Lan cam kết là sẽ tặng 50% cho từ thiện, tuy nhiên vì thu nhập nó ít quá, còn thấp quá, mà bây giờ chia hai thì nó rất khó chia, cho nên thay vì chia thì Như Lan lại cộng thêm vào và tặng quà. Thì Như Lan đã tặng được 2 đợt. Thì ngoài ra những cái đợt lẻ khác thì từ cái nguồn thu nhập từ nghề hướng dẫn viên của Như Lan, cũng giống như là thỉnh thoảng lắm thì có ít tiền ngâm thơ, nhưng bây giờ này hiếm lắm, hoặc là tiền bán xoài. Thì Như Lan rất là cảm ơn các công ty du lịch đã tin tưởng và trao cho Như Lan những cái tour. Thì qua đó Như Lan cũng có được một ít thu nhập và rất nhiều niềm vui để phục vụ cho, vừa là làm du lịch, vừa cảm thấy rất là vui, và vừa cũng có thêm một thu nhập để chia sẻ cho thiện nguyện. Thì đó Như Lan rất là biết ơn ạ. Thì Như Lan mong có sức khỏe và tiếp tục công việc như vậy. Bây giờ mời cả nhà cùng trao đổi, cùng theo dõi cái câu chuyện giữa ông Phú và Như Lan cùng với bàn Quán Ấn. Năm đi, xin lỗi, ông tên gì? Dạ, ông tên là Phú. Ông tên Phú. À. Dạ, năm nay ông 70 rồi. Ông là 80 rồi. 84 tuổi chưa. Mà ông ở Quảng Ngãi. Rồi ra đây, ông ra Đà Nẵng, ông ở trò, ông đi bán vé số. Vì bạn thêm kèo hả? Về sổ không thế mà. Rồi cái cho đây. Dạ. Cái bơ này mà ăn đi. Mấy bà tự kỷ
Dạ. À, ông ở trò chỗ mố, ông cho con biết với. Một trăm ba mươi sáu đường Thái Thị Bôi, 136 đường Thái Thị Bôi. Rồi ghế. Dạ, 83 tuổi. Tồi. Rồi là ở bà mất rồi. À, mới về dỗ bà mới ra. À, thôi thì cầu duyên gặp ông á, con biểu ông 500. Rồi tối nữa ông về sớm, ông nghỉ sớm tí đấy. Đấy. Rồi. Dạ. Tồi. Chào tôi. Làm đi ra vô về ra đó cho cụng vợ. Không, mình cụng cái tấm lòng là được rồi. Mình phải lo cho sức khỏe của ông á. Cho con mà lo hết cho bà rồi. Ông đau là bà buồn nữa. Dạ, nói vậy cho nó vậy cho bà mất rồi. Mất rồi thì chưa phải lo sức khỏe cho ông. Dạ. Mấy đứa con là bà cũng đứa con gì đó. Dạ, tồi chứ. Chỗ đó là 336 136 Thái Thị Bôi. Ẩn ghi lại để bữa sau có chứ mình thăm ông. Tồi. Thôi mình tự là mình tìm ông được. Rồi 83 tuổi rồi. Rồi thôi tối nay ông về sớm, ông nghỉ bữa hế. Ông về nghỉ sớm bữa đấy. Rồi tối. Thì cái địa chỉ của ông thôi chứ chưa ông có sổ má. Ừ, ông có sổ. Chứ ông có sổ đâu răng chứ. Dạ. Dạ. Ông mừng không? Mừng quá trời. Tồi quá. Hả? Dạ, dạ. Tồi. Dạ. Thôi thì tụi nếu cậu duyên gặp ông thì con biểu ông hỉ. Rồi. Dạ. Dạ, thôi Phú Lan mà, Phú Lan mà. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Ông tên Phụ, ông tên Phụ là đặng lại ông phải dâu lắm này, Phụ là dâu đó. Dạ, Phụ Kỳ Vĩnh Hoa mà. Rồi. Dạ. Dạ, hồi xưa ông làm chi? Hồi trẻ. À đi lệnh mà lệnh hồi chạy đồ cũ hay là à tồi chứ dạ ba bị thương ba dạy ngủ dạ tồi dạ 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 tôi bữa sau Trích Kỳ Quỳ mua cho ông cái điện thoại điện thoại cục gạch á, rồi về cây sổ. Rồi bà có chứ liên hệ ông cho biết ông ở đâu tìm. Rồi. Dạ. Mới rồi mà cũng mua cái đồ nó hư mất, nó bắt cái đâu nó hư. Nát mũi trong cái đầu đó. Mà bữa nay cái điện thoại cục gạch nữa hình như là dùng. Thôi ông cất tiền đấy, ông cất tiền rồi ông về nghỉ sớm đấy. Rồi. Ông về nghỉ sớm. Rồi. Dạ. Dạ, dạ. Tầm ba là lớn tuổi lắm, ở quận ngài mà ra đây, ra Đà Nẵng. Dạ,
ở đó ở quê không bán được, ở Sơn Tịnh, Sơn Trà, Sơn Tịnh là rừng núi. Dạ. Dạ. Đâu bây giờ này họ ăn ngủ là phạt khác ấy, không thấy cái đống đèn nó điện nháy coi như là mình núi rồi. Dạ. Núi vậy. Bây giờ thành phố đây cũng biết. Dạ, tồi chứ. Dạ thưa ông nghỉ, ông về sớm ấy. Dạ con chào ông. Dạ ông về sớm, ông nghỉ cho khuya rồi. Tụi con mới đi tặng gạo của bạn con về. Dạ rồi, chào ông. Rồi. Anh Như Lan xin trân trọng cảm ơn quý vị đã xem xong video. Xin hãy ủng hộ Như Lan bằng cách đăng ký, chia sẻ và cho ý kiến. Đóng góp ý kiến, comment. Xin cảm ơn rất nhiều. Như Lan xin chúc gia đình, quý vị và gia đình luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc và sự cát tường như ý. Thank you very much for watching my video. All the best wishes to you and your family. Please support my channel by subscribe, like, share. Thank you very much. See you in the next video. Xin cảm ơn quý vị lần nữa và hẹn gặp lại trong video sau. Cảm ơn rất nhiều. Thank you again and see you in the next video.